Thưa quý vị, chiếc lá bồ đề giác vàng được đặt trang trọng trong tủ kính phía sau chúng mình đây vừa được trao chứng nhận kỷ lục cho độc bản lá bồ đề giác vàng 24 carat lớn nhất Việt Nam vào tối 8 tháng 3 năm 2023 vừa qua. Hiện chiếc lá này đang được lưu giữ tại chùa Quán Thế Âm tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để phục vụ người dân du khách đến chiêm ngưỡng. Theo thông tin từ chùa Quán Thế Âm, chiếc lá bồ đề này được thỉnh từ cây bồ đề huyền thoại ở Ấn Độ. Sau đó, các nghệ nhân bằng kỹ năng của mình đã giác vàng 24 carat lên bề mặt lá. Kỹ thuật giác vàng điêu luyện đến mức có thể thấy rõ gân lá chính cùng khoảng 10 cặp gân lá phụ và chi chít các gân lá con. Chiếc lá bồ đề cao khoảng 25cm, phần rộng nhất của lá rộng chừng 20cm. Lá được đặt trên một bệ bằng vàng là một đài sen. Mặc dù chiếc lá đã được trưng bày, tuy nhiên khối lượng vàng dùng để giác lên toàn bộ bề mặt lá vẫn chưa được tiết lộ. Ngoài lá bồ đề giác vàng 24 carat lớn nhất, cũng vào tối 8 tháng 3, tại lễ khai mạc lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, độc bản 16 bức tranh sứ màu cẩn trên tường 4 tháp chùa Quán Thế Âm cũng được công nhận kỷ lục Việt Nam. Theo bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, khởi nguyên từ một lễ hội thuần túy tôn giáo, ngày nay lễ hội Quán Thế Âm đã trở thành một trong những lễ hội quan trọng về đời sống tinh thần của quý chư tôn đức, tăng ni, bà con Phật tử nói riêng, của người dân thành phố Đà Nẵng nói chung. Đây chính là sự kết tinh những giá trị của văn hóa Phật giáo và con người, vùng đất Ngũ Hành Sơn, biểu hiện rõ nét sự kết hợp hài hòa giữa đạo Pháp với dân tộc với đạo Pháp. Lễ hội là điểm đến hấp dẫn không chỉ của du khách thập phương trong nước mà còn là dịp để du khách quốc tế trải nghiệm, tìm hiểu những giá trị tinh thần mang đậm nét lịch sử văn hóa Phật giáo Việt Nam. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.